Em Toàn xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Toyota Rally. Ngày hôm nay đã bước vào tháng 6, thời điểm tháng 6 năm 2022. Và trước màn hình của quý anh chị chính là phiên bản Toyota Cross 1.8G 2022, một trong 3 phiên bản của nhà Toyota Cross bán tại thị trường Việt Nam. Hiện tại Toyota Cross này đang bán tại thị trường Việt Nam với các màu ngoại thất như là màu trắng, màu đen, màu bạc, màu nâu, màu xanh, xám xanh và màu đỏ. Trước màn hình của anh chị chính là màu bạc và hiện tại xe đang có nội thất là màu đen. Chúng ta sẽ còn thêm một lựa chọn nữa là nội thất của mình có thể là màu nâu đỏ. Và với giá công bố tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết là 746 triệu đồng, vậy thì phiên bản Toyota Cross 1.8G này sẽ có những điểm gì khác biệt so với phiên bản 1.8V và 1.8HV có giá bán lần lượt là 846 và 936 triệu đồng. Thì ngày hôm nay riêng clip này em sẽ dành ra về đánh giá chi tiết về phiên bản 1.8G 2022. Kèm theo đó là báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cho quý anh chị tại thời điểm đầu tháng 6 2022 này dành cho quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu về mẫu Toyota Cross. Trước khi đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi dành cho quý anh chị thì xin mời quý anh chị cùng em mình cùng dành ra ít phút để cùng nhìn ngắm lại vẻ đẹp của chiếc Toyota Cross 1.8G này để xem xe được trang bị những công nghệ và option như thế nào nhé. Về thiết kế, Corolla Cross đi theo hướng mạnh mẽ, nam tính và cứng cáp. Dù hậu tố Cross là viết tắt của Crossover, nhưng thiết kế mẫu xe này thì lại thuần chất SUV hơn đa số các đối thủ cùng phân khúc. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn theo phong cách của mẫu RAV4 đình đám với màu đen bóng. Đặt ngay phía bên trên là hai đường gân dập nổi trên nắp capo tạo ấn tượng khỏe khoắn và mạnh mẽ. Khi nhìn trực diện, khách hàng sẽ thấy được vẻ nam tính của xe với bộ lưới tản nhiệt to, hình thang kép được sơn đen cực ngầu. Đèn pha của xe được thiết kế kéo dài sang hai bên rất đẹp mắt. Tuy xe chỉ được trang bị hệ thống đèn halogen nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu quan sát của các khách hàng. Đặt ngay bên dưới là bộ ốp cản trước tích hợp đèn sương mù được thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên chất khỏe khoắn của một mẫu xe gầm cao. Khi nhìn từ hông xe, khách hàng sẽ bắt gặp ngay những đường gân dập nổi đầy cuốn hút của xe. Bên cạnh đó, tay nắm cửa và gương chiếu hậu của xe được sơn cùng màu thân xe tạo nên một tổng thể hài hòa. Hòa theo xu hướng mới trong thiết kế ô tô, Corolla Cross 2022 cũng dời vị trí đặt gương chiếu hậu lên phần thân xe. Thay đổi này vừa giúp mang đến diện mạo hiện đại và thể thao cho phần hông, vừa tăng tối đa tầm quan sát và giảm điểm mù góc chữ A cho người lái. Gương chiếu hậu trên Corolla Cross cũng được trang bị tính năng chỉnh điện, gập điện trên tất cả các phiên bản. Mâm xe 5 chấu có kích thước lên đến 17 inch, góp phần tạo nên sự rắn chắc và mạnh mẽ cho thân xe. Phần đuôi xe của Toyota Cross 2022 tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu LED vuốt dài, đặt đối xứng qua phần tên xe ở vị trí trung tâm. Ngay bên dưới là bộ ốp cản lớn. Ốp cản được sơn đen kết hợp với các điểm nhấn mạ bạc vừa tăng tính hài hòa với tổng thể thiết kế, vừa nhấn mạnh diện mạo nam tính và rắn rỏi của xe. Khoang cabin của Corolla Cross 1.8G mang phong cách đơn giản, trung tính và cứng cáp quen thuộc của Toyota. Các chi tiết được sắp xếp theo từng vùng gọn gàng và khoa học. Chất liệu da tối màu kết hợp với các nhẫn nhựa mềm xuất hiện xuyên suốt trên khoang lái của tất cả các phiên bản. Đặt ở vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng nhô cao nổi bật. Màn hình này có kích thước 7 inch, hỗ trợ chuẩn kết nối điện thoại Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh xóa loa. Ngay phía dưới là các cửa gió điều hòa và cụm điều khiển điều hòa trung tâm được bố trí gọn gàng, sơn đen bóng với ốp viền chrome tạo ấn tượng cao cấp. Vô lăng được bọc da, thiết kế vô lăng là dạng 3 chấu hiện đại, có phần trung tính, không nghiêng quá nhiều theo hướng thể thao. Đặt ngay phía sau là cụm đồng hồ tốc độ giãn cơ kết hợp màn hình LCD 4.2 inch. Cần số đặt dưới khu vực táp lô trung tâm, chụp cần số dạng trụ cơ bản và được bọc da tối màu hòa hợp với tổng thể khoang cabin. Cấu hình sang số trên Cross là dạng thẳng giúp người lái dễ dàng làm quen và sử dụng. Tầm nhìn là yếu tố được đánh giá cao trên Toyota Cross 2022. Trụ A được thu gọn kết hợp với nắp capo vuốt xuống nhằm tối ưu hóa tầm nhìn phía trước của người lái. Các tính năng như vô lăng điều chỉnh 4 hướng, kính lái chỉnh điện 1 chạm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sấy kính trước, sau, gương hậu bên trong chống chói tự động là những trang bị tiêu chuẩn đều có trên tất cả các phiên bản Toyota Cross 2022. Ghế ngồi trên tất cả các phiên bản Toyota Cross 2022 đều được bọc da. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Tuy nhiên, ghế phụ chỉ là loại chỉnh cơ. Hàng ghế sau được trang bị đầy đủ 3 tự đầu, có thể điều chỉnh cùng bệ tỳ tay trung tâm tích hợp vào lưng ghế giữa. Dung tích khoang hành lý 440 lít khá dư dùng cho cả 5 hành khách trên xe. Trong quá trình sử dụng thực tế, khoang hành lý này có thể để vừa 2 vali cỡ lớn và khoảng vài vali cỡ vừa. Đặc biệt, hàng ghế sau có khả năng gập theo tỷ lệ 6:4 để mở rộng tối đa khoang hành lý chứa đồ của xe. Về không gian, hàng ghế sau của Toyota Cross 2022 được các chuyên gia và hành khách đánh giá tốt, khoảng để chân và độ ngả lưng ghế phù hợp với hành khách có chiều cao trên 1m7. Đặc biệt, hàng ghế sau có khả năng điều chỉnh theo một nấc ngả lưng mang đến góc ngả thoải mái hơn cho hành khách trên những hành trình dài. Đây là yếu tố giúp Toyota Cross nổi trội hơn những mẫu SUV đô thị như Hyundai Kona hay là Ford EcoSport. Đó là những điểm nổi bật và những trang bị hiện có trên mẫu Toyota Cross 1.8G 2022. Hiện tại mẫu xe này đang được công bố với giá là 746 triệu đồng, được bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
Để xe lăn bánh thì quý anh chị bắt buộc phải có các khoản chi phí như sau. Thứ nhất đó là thuế trước bạ, vì là xe nhập khẩu cho nên là thuế của mình sẽ tương đương là 10%, thì nó sẽ là 74.600.000 đồng. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm phí biển số. Biển số tại Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, ở tỉnh ở huyện là sẽ là 1 triệu đồng. Quý anh chị cần phải có thêm các khoản chi phí khác như là phí đăng kiểm đường bộ, bảo hiểm dân sự bắt buộc, thì ba khoản chi phí này đâu đó tầm khoảng là từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Thì sau khi cộng hết các khoản chi phí mà em ký trên thì giá lăn bánh của mẫu Toyota Rod 1.8G 2022 này đang có giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng là 843 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện thì giá lăn bánh đâu đó tầm khoảng là 824 triệu đồng. Đó là giá lăn bánh dành cho quý anh chị mua xe trả hết bằng tiền mặt. Vậy thì nếu mà quý anh chị đang có nhu cầu mua xe trả góp thì chỉ cần chuẩn bị trước giúp em tầm khoảng là 227 triệu đồng mà thôi là có thể nhận ngay mẫu xe Toyota Rod 1.8G 2022 này rồi. Hiện tại kênh Toyota Daily đang hỗ trợ cho quý anh chị với mức lãi suất chỉ từ 0.6% cho một tháng, hỗ trợ cho anh chị vay lên đến là 7 năm và vay tối đa được 80% giá trị xe. Quý anh chị lưu ý giá lăn bánh mà em vừa báo thì chưa bao gồm chương trình khuyến mãi và quà tặng khi mà anh chị liên hệ và mua xe tại Toyota Daily cũng như là tại đại lý của em. Để biết thêm chi tiết về giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cụ thể hơn về mẫu xe này cho quý anh chị tại nơi mà quý anh chị ở, cũng như là gói quà tặng sẽ bao gồm những gì, và kèm theo đó là nếu mà quý anh chị đang có nhu cầu mua xe trả góp thì chúng em sẽ cung cấp chi tiết hơn về bản chi tiết góp ngân hàng mỗi tháng quý anh chị phải chi trả là bao nhiêu, thì vui lòng gọi cho chúng em qua số hotline phía bên dưới màn hình để chúng em có thể là tư vấn chi tiết hơn và có thể là cung cấp cho quý anh chị một cái mức giá lăn bánh chính xác và hợp lý nhất. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về cập nhật giá và chương trình khuyến mãi của tất cả các dòng xe Toyota từ kênh Toyota Daily dành cho quý anh chị. Và bây giờ cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.